Cô chào các em học sinh lớp 9. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào bài tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 cho đến năm 2000. Và trước khi vào cái phần tổng kết lịch sử thì chúng ta xem một cái đoạn video cho cô ha. Chúng ta vào nội dung bài học. Đầu tiên chúng ta sẽ đi phần 1 nhỏ, những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau năm 1945. Đây, từ năm 1945 cho tới năm 1991 là giai đoạn thế giới trong chiến tranh lạnh, và từ năm 1991 cho đến năm 2000 là thế giới sau chiến tranh. Cái phần nội dung thì những cái nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ năm 1945, cô trình bày ở trên đây theo một cái trật tự để chúng ta dễ nhìn. Đó là những cái nội dung mà mình đã học á, theo một cái sơ đồ tư duy. Nội dung thứ nhất mà chúng ta đã học đó là trật tự hai cực INTA được xác lập, gồm có hội nghị INTA, thành lập Liên Hợp Quốc, hai hệ thống xã hội đối lập. Rồi, nội dung thứ hai là chủ nghĩa xã hội vượt ra khỏi phạm vi một nước, trở thành hệ thống trên thế giới. Ví dụ như ở các nước Đông Âu, Việt Nam, Trung Quốc, Cuba, vân vân. Thì cái nội dung đầu tiên đó là Liên Xô, và nội dung thứ hai là các nước Đông Âu. Phần thứ ba đó là cao trào giải phóng dân tộc ở Á Phi, Mỹ Latin
thì nó có những nội dung như ở châu Á, châu Phi, Mỹ Latin. Rồi phần 4 là hệ thống tư bản chủ nghĩa đã có những chuyển biến quan trọng, là nước Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản vươn lên trở thành ba cái trung tâm kinh tế tài chính của thế giới đó. Rồi phần 5 đó là quan hệ quốc tế được mở rộng và đa dạng hóa từ nửa sau thế kỷ 20. Thì nội dung nó gồm 3 phần, đó là mâu thuẫn Đông Tây và chiến tranh lạnh, 2 là sự đối đầu Đông Tây và các cuộc chiến tranh cục bộ, 3 là xu thế hòa hoãn và chiến tranh lạnh chấm dứt. Phần nội dung thứ 6 đó là cuộc cách mạng khoa học công nghệ diễn ra với quy mô, nội dung và nhịp điệu nhanh chưa từng thấy. Nội dung gồm có nguồn gốc, đặc điểm, thành tựu của khoa học, kỹ thuật, công nghiệp, xu thế toàn cầu hoặc những cái sơ đồ tư duy mà cô cho chúng ta xem để cho chúng ta dễ nhìn hơn. Đầu tiên chúng ta đi vào cái phần 1, đó là quá trình xác lập, xói mòn và sụp đổ của trật tự hai cực Yên-Ta. Thì từ năm 1945 cho đến 1949 là cái quá trình xác lập, gồm nội dung là hội nghị Yên-Ta tạo khuôn khổ cho trật tự thế giới mới. Và cái giai đoạn từ năm 1949 cho đến năm 1991 là giai đoạn xói mòn. Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc năm 1949 đã đưa Trung Quốc tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa. Sự lớn mạnh về kinh tế của các nước Tây Âu, sự phát triển của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc Á, Phi, Mỹ Latin và sự phát triển thần kỳ của Nhật Bản. Và giai đoạn sau là giai đoạn sụp đổ, sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô. Đặc điểm này, ta xem thế giới bị chia thành hai phe trong cái giai đoạn mà xác lập cho tới dần xói mòn, thì nó có những cái nội dung chính mà chúng ta cần nhớ là thế giới bị phân chia thành hai phe, tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa do Mỹ và Liên Xô đứng đầu, là nhân tố hàng đầu chi phối nền chính trị thế giới và các quan hệ quốc tế trong phần lớn thời gian nửa sau thế kỷ 20. Về hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới thì chúng ta nhìn lên cái đây là cái lược đồ mà các nước xã hội chủ nghĩa dần được xác lập trên phạm vi thế giới. Cái màu đỏ nè, là đây hệ thống xã hội chủ nghĩa được xác lập trên phạm vi thế giới. Đây là có Cuba, ở châu Mỹ có Cuba. Hay đầu thập niên 60, hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới bao gồm 14 quốc gia ở châu Âu, châu Á và Mỹ Latin, chiếm khoảng 1/4 diện tích đất nổi của trái đất, hơn 35 triệu km vuông với 1.2 tỷ dân, chiếm 35% dân số thế giới về sức mạnh kinh tế. Hệ thống này chiếm khoảng 30% giá trị tổng sản lượng công nghiệp toàn thế giới lúc bấy giờ. Nội dung thứ ba đó là phong trào giải phóng dân tộc từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Giai đoạn từ 1945 cho đến 1949 đó là giai đoạn thắng lợi của Đông Nam Á, sau đó lan rộng châu Á, đặc biệt là ở Trung Quốc. Giai đoạn từ năm 1949 cho đến 1954 là giành thắng lợi ở Ấn Độ, Bắc Phi, Đông Dương. Năm 1954 cho đến 1960 là quá trình giải phóng dân tộc lan rộng ra khắp châu Phi, Mỹ Latin. Năm 1960-1975 là giai đoạn chống chủ nghĩa thực dân mới. Mỹ Latin ở Đông Dương tiếp tục đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ. Giai đoạn 1975 cho đến 1999 là hoàn thành các cái cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, chống chế độ phân biệt chủng tộc apartheid ở Nam Phi á tụi con. Rồi. Cái phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc này nó đã tác động đến như thế nào? Làm thay đổi căn bản tình hình bộ mặt khu vực thế giới. Sự ra đời của hơn 100 quốc gia độc lập, bản đồ chính trị thế giới thay đổi, làm sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân, góp phần làm đảo lộn chiến lược toàn cầu phản cách mạng của Mỹ, góp phần làm xói mòn tan rã trật tự thế giới hai cực Yên-Ta. Các nước sau giành độc lập đã từng bước phát triển kinh tế và có vai trò quan trọng trong đời sống chính trị thế giới. 3. Nội dung thứ 3 đó là hệ thống đế quốc chủ nghĩa ở nửa sau thế kỷ 20. Thứ nhất đó là Mỹ đã vươn lên trở thành đế quốc giàu mạnh nhất
thực hiện chiến lược toàn cầu nhằm thống trị thế giới. 2. Là kinh tế các nước tăng trưởng liên tục hình thành 3 trung tâm kinh tế tài chính lớn của thế giới, đó là Mỹ, các nước Tây Âu và Nhật Bản. Các nước này ngày càng có xu hướng liên kết kinh tế khu vực, tiêu biểu là Liên minh châu Âu, EU. Nguyên nhân phát triển chung của Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản đó là do đâu? Là dựa vào cái thành tựu khoa học kỹ thuật. Và chúng ta nhớ Mỹ là cái nơi tiến hành cái cuộc cách mạng khoa học lần thứ hai là sớm nhất từ sau năm 1945 á. Cái thứ hai là vai trò điều tiết của nhà nước. Ba là trình độ sản xuất tập trung tư bản cao, có sức sản xuất cạnh tranh lớn và hiệu quả. Đây cũng là bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Thì bài học rút ra đó là gì? Đấy, áp dụng thành tựu tiên tiến của cách mạng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Vai trò quản lý và điều tiết của nhà nước trong việc điều chỉnh cơ cấu sản xuất, các công ty doanh nghiệp nâng cao chất lượng nguồn lao động, cải tiến quy trình sản xuất, đổi mới sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong và ngoài nước, vân vân. Những di chứng của chiến tranh đó là một số cái tranh chấp ha, ở lãnh thổ vùng Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan nè, rồi xung đột tôn giáo ở Syria năm 2011, xung đột sắc tộc thường xuyên diễn ra tại Ethiopia, xung đột ở khu vực biên giới giữa Israel và Palestine. Đấy. Nội dung tiếp theo đó là cuộc cách mạng khoa học công nghệ, khoa học kỹ thuật á. Thì về đặc điểm, khoa học đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Về thành tựu thì có những cái thành tựu hôm trước mà mình đã học đó. Thành tựu khoa học cơ bản là phương pháp sinh sản vô tính nè, bản đồ gen người nè. Rồi về công nghệ là công cụ sản xuất mới, nguồn năng lượng mới, vật liệu mới, công nghệ sinh học, thông tin liên lạc, giao thông vận tải, chinh phục vũ trụ và công nghệ thông tin. Đấy. Hệ quả thì hệ quả có hai cái hệ quả, đó là tức là tác động á, có hai cái tác động tích cực, đó là tăng năng suất lao động, nâng chất lượng đời sống của con người, làm thay đổi cơ cấu dân cư, chất lượng nguồn nhân lực và hình thành thị trường thế giới với xu thế toàn cầu hóa. Nhưng bên cạnh đó nó cũng có cái tác động tiêu cực, đó là gì? Đầu tiên phải nói đến là vấn đề ô nhiễm môi trường, rồi tai nạn lao động và giao thông, dịch bệnh mới, vũ khí hủy diệt. Đấy. Như vậy cái cô có một cái câu hỏi khó dành cho chúng ta, đó là có ý kiến cho rằng tình hình thế giới hiện nay tuy có hòa bình nhưng vẫn không ổn định. Nguy cơ cuộc chiến tranh thế giới mới, tức là cuộc chiến tranh thế giới 3 đó, vẫn tiềm ẩn. Vậy thì bằng cái kiến thức đã được học trong bài, em hãy nêu cái quan điểm của mình về vấn đề này và viết ra cho cô một cái bài viết không quá 10 dòng ha, và sử dụng các bằng chứng khoa học để nêu lên cái tranh luận của mình ha. Là câu thứ nhất, câu thứ hai là vẽ cái sơ đồ tư duy với từ khóa là lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 cho tới 2000. Hồi nãy giờ trong bài thì cô đã để cho chúng ta xem rất là nhiều cái sơ đồ tư duy rồi. Và trong cái quá trình học ở trên lớp online từ bài 1 cho tới bây giờ thì cô cũng đã sử dụng trên PowerPoint trình chiếu của mình rất là nhiều cái sơ đồ tư duy. Và cũng hướng dẫn tụi con cách làm rồi. Thì tụi con cố gắng dùng cái khả năng của mình để vẽ nên một cái sơ đồ tư duy lịch sử thế giới hiện đại giai đoạn từ 1945 cho tới 2000 để tóm tắt cái nội dung cho mình để mình dễ nhớ hơn ha. Rồi, như vậy tiết học ngày hôm nay kết thúc ở tại đây. Cô cảm ơn tụi con đã lắng nghe.